Công an huyện Quảng Sơn, Thanh Hóa xác nhận đã bắt giữ đối tượng Lưu Thanh Nam, sinh năm 1987, liên quan đến vụ đào trộm mộ rồi đòi tiền chuột 5 tỷ đồng. Nam bị bắt vào cuối buổi chiều 12 tháng 9 và đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ trộm mộ đòi chuột 5 tỷ, công an tiết lộ danh tính hung thủ gây bất ngờ. Tài xế xe cứu thương chịu tiếng oan say rượu bị dân hội đồng việc kéo lê người phụ nữ. Dân chung cư ở Vĩnh Phúc tố bị nhóm người đeo khẩu trang, hành hung cướp tài sản. Khởi tố bố vì đã giao xe khiến con bị tai nạn giao thông, mất 98% sức khỏe. Vụ trộm mộ đòi chuột 5 tỷ ở Thanh Hóa, công an tiết lộ danh tính hung thủ gây bất ngờ. Sáng ngày 13 tháng 9, công an huyện Quảng Sương Thanh Hóa xác nhận đã bắt giữ đối tượng Lưu Thanh Nam, sinh năm 1987, liên quan đến vụ đào trộm mộ rồi đòi tiền chuột 5 tỷ đồng. Nam bị bắt vào cuối buổi chiều 12 tháng 9 và đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an cũng đã thu hồi được tăng vật bao gồm hộp sọ và các phần xương khác của nạn nhân. Tuy nhiên, động cơ thực sự của Nam vẫn đang được điều tra làm rõ. Trước đó vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10 tháng 9, chị Hoàng Thị Liên, sinh năm 1989, nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung đe dọa. Chị Liên ơi, chuẩn bị cho em 5 tỷ, từ đây đến thứ năm không được báo công an. Nếu gia đình chị báo công an thì sẽ không bao giờ tìm lại được bộ xương của bố chồng chị. Tin nhắn này đã khiến gia đình chị vô cùng hoảng sợ. Ngay sau khi nhận tin, chị Liên đã đến trình báo sự việc với công an xã Quảng Lộc. Cùng cán bộ công an, chị Liên tới Nghĩa Trang thôn Triều Công, xã Quảng Lộc để kiểm tra phần mộ của bố chồng, ông Lưu Thanh Hùng đã được mai táng 3 năm và phát hiện mộ bị kẻ xấu đào bới, xới tung. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định mộ bị đào sâu 1,5m và dài 2m dọc theo vị trí quan tài. Phần gốc đầu quan tài bị đục thủng một lỗ lớn và bên trong đã mất hộp sọ cùng các đốt xương cổ và xương ngực. Chỉ sau 2 ngày điều tra, công an huyện Quảng Sương cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định đối tượng gây án chính là Lưu Thanh Nam, hàng xóm và cũng là họ hàng với gia đình nạn nhân. Việc phát hiện kẻ chủ mưu lại là người thân cận đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và bàn hoàng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc và sẽ sớm thông báo kết quả điều tra để người dân yên tâm. Tài xế xe cứu thương chịu tiếng oan say rượu, bị dân đánh hội đồng vì kéo lê người phụ nữ dưới gầm xe. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, nhiều hội nhóm giao thông trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video quay lại cảnh một tài xế xe cứu thương bị người dân lôi khỏi xe và tác động vật lý. Theo chủ video, nguyên nhân khiến nam tài xế bị người dân đánh hội đồng là bởi mọi người phẫn nộ việc tài xế kéo lê người phụ nữ dưới gầm xe, nhưng không dừng lại ngay, khiến nạn nhân phải trải qua tình huống kinh hoàng. Thậm chí mọi người còn cho rằng tài xế xe cứu thương tất trách. Say rượu trong lúc đi làm nhiệm vụ nên mới không hay biết có người dưới gầm mà tiếp tục cho xe di chuyển. Đoạn video sau đó viral với thông tin nam tài xế xe cứu thương say rượu, lái xe, kéo lê người gặp tai nạn. Bất ngờ hơn là nhiều người sau khi xem xong video cũng đánh giá sắc mặt của nam tài xế mà khẳng định anh đã say rượu. Cùng với cảnh tượng người đàn ông áo đen được cho là chồng của nạn nhân nữ khóc lớn khi lôi được vợ từ dưới gầm xe cứu thương ra. Cư dân mạng càng thêm mũi lòng, sau đó càng thêm phẫn nộ ném đá tài xế xe cứu thương. Tuy nhiên, theo như thông tin được đăng tải bởi Sở Y tế Yên Bái, vào cùng ngày xảy ra vụ tai nạn gây bức xúc cõi mạng, thì được biết, ô tô cứu thương trong vụ việc trên thuộc sở hữu của Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái. Và thời điểm đó được anh Phan Đức Hải điều khiển đến đường Hòa Bình, thành phố Yên Bái để làm nhiệm vụ. Nhưng không may lại xảy ra va chạm với xe máy điện của vợ chồng anh Nguyễn Minh Tâm và chị Trần Chi Án. Cũng theo Sở Y tế Yên Bái cho hay, sau khi làm việc với Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái, thì được lãnh đạo bệnh viện này cho biết, tài xế Phan Đức Hải từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2024 nhận lệnh đi tăng cường phòng chống lũ cùng Trung tâm Y tế thành phố tại phường Hợp Minh. Và sáng ngày 12 tháng 9, anh Hải lại quay trở về bệnh viện phổi tiếp tục công tác. Điều đó đồng nghĩa với việc anh không có thời gian tham gia buổi tiệc rượu nào. Cho nên những thông tin khẳng định tài xế Hải xây rượu lái xe gây tai nạn là hoàn toàn vô căn cứ. Về phần chị Trần Chi Én, sau khi được cứu thoát ra khỏi gầm xe cứu thương, chị đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Và theo như kết quả sau khi thăm khám, các bác sĩ không phát hiện chị Án có tổn thương nào nghiêm trọng, chỉ có xây xác, tổn thương phần mềm vùng lưng. Hiện chị Án vẫn đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị 103. Vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe cứu thương của tài xế Phan Đức Hải và xe máy của vợ chồng chị Trần Chi Án sẽ được giao cho công an thành phố Yên Bái tiếp nhận điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Dân chung cư ở Vĩnh Phúc tố bị nhóm người đeo khẩu trang đen hành hung, cướp tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã triệu tập 4 người lên làm việc để điều tra dấu hiệu đột nhập chung cư xâm phạm chỗ ở trái phép, hành hung, cướp tài sản xảy ra tại tòa nhà Forest 1 trên địa bàn. Việc này được tiến hành theo đơn tố giác của cư dân tòa nhà. Cụ thể, bà Hà Thanh Phương có đơn tố giác tội phạm gửi Công an Phúc Yên với nội dung, khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 8, khi rời khỏi căn hộ tại tòa nhà chung cư Forest 1, bà phát hiện khoảng 7 đến 8 đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang đen tiếp cận Nhóm người kéo bà đến khu vực cầu thang bộ tầng 4 của tòa nhà, đóng cửa lại và tấn công bà bằng cách đánh đạp vào đầu, tay và bụng cho đến khi bà ngã xuống nền gạch. Họ còn giữ chặt chân tay, bịt miệng bà để ngăn không cho kêu cứu. Bà Phương trình báo, trong lúc hành hung, một đối tượng hô cướp điện thoại của nó và lập tức, một kẻ khác đã giật đi chiếc iPhone 14 Pro Max của bà rồi bỏ đi. Sau khoảng 20 phút hành hung, nhóm người rời khỏi hiện trường. Một cư dân khác, ông Nguyễn Tuấn Thiệp trình bày trong đơn tố giác Ông nhận bàn giao căn hộ tại trung cư Forest 1 năm 2023 và sau đó đã cùng cư dân yêu cầu chủ đầu tư thành lập ban quản trị để quản lý, vận hành các phần diện tích, hệ thống, trang bị thuộc sở hữu chung. Chủ đầu tư từ chối việc này nên đầu tháng 8 năm 2024, ông cùng một số cư dân khác treo băng rôn tại căn hộ của mình. Tuy nhiên, các cư dân sau đó bị cắt điện, nước sinh hoạt, băng rôn trong nhà bị người lạ giật đi. Ngày mùng 10 tháng 8, có ba người định đột nhập ban công căn hộ của ông Thiệp và đồng thời một nhóm khác đứng ngoài cửa, liên tục chửi bới, đe dọa. Ông đề nghị chính quyền địa phương cần ngăn chặn các hành vi khủng bố, côn đồ như trên. Cũng treo băng rôn phản đối, cư dân Phan Sơn Hồng cho hay trưa ngày mùng 10 tháng 8, ông bị 5 đến 6 đối tượng không quen biết, đeo khẩu trang đen xông vào nhà, khống chế. Nhóm này bịt miệng, không cho ông kêu cứu rồi đánh đấm, hành hung trong khoảng 20 phút. Quá trình này, nhóm người còn bẻ tay, định cướp đi chiếc điện thoại Samsung Note 9 của ông Hồng. Vị này khẳng định đã cố gắng giữ chặt vì trong điện thoại có ảnh các đối tượng. Sau khi hành hung khoảng 20 phút, các đối tượng giật tất cả các băng rôn mà ông đã treo trong căn hộ, đe dọa không được chống đối chủ đầu tư rồi rời đi. Ông Hồng đề nghị làm rõ hành vi xâm phạm chỗ ở, cướp tài sản, hành hung của nhóm người này. Ngày 7 tháng 9, Công an thành phố Phúc Yên đã gửi thông báo việc nhận được kết luận giám định từ Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả, Bà Hà Thanh Phương trong vụ việc cướp tài sản ngày 11 tháng 8 có tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định được xác định là 0%. Còn ông Phan Hồng Sơn có tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 3% trong vụ việc xâm phạm chỗ ở và cố ý gây thương tích. Khởi tố bố vì đã giao xe khiến con bị tai nạn giao thông mất 98% sức khỏe. Sáng ngày 13 tháng 9, thông tin từ công an thành phố Hải Phòng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự. Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chí, sinh năm 1979. Ông Chí bị khởi tố về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo kết quả điều tra của Công an quận Hải An, khoảng 0 giờ ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024, tại khu vực trước cửa nhà số 46 đường Phú Lương, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy do Hoàng Văn Dũng sinh năm 2006, với xe ô tô do anh Hoàng Đức Tài, sinh năm 1990, điều khiển. Vụ tai nạn đã khiến Dũng bị thương, được đưa cấp cứu tại bệnh viện để điều trị, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 98%, hai phương tiện đều bị hư hỏng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Tài về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Qua quá trình điều tra, công an quận Hải An xác định được ông Hoàng Văn Chí biết con trai là Hoàng Văn Dũng chưa đủ 18 tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn giao xe máy cho Dũng điều khiển để đi làm, sau đó xảy ra vụ tai nạn giao thông, dẫn đến Dũng bị tổn thương cơ thể 98%. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải An điều tra làm rõ. Làm giả bill chuyển tiền từ thiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mới đây Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công bố hơn 12.000 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3, với tổng số tiền lên tới 527,8 tỷ đồng. Sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tung sao kê các khoản tiền nhận được, nhiều trường hợp người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội nghi vấn làm giả biêu, hóa đơn, chuyển tiền từ thiện đã bị cư dân mạng soi ra. Điển hình như trường hợp của vận động viên Phạm Như Phương, tên thường gọi là Louis Phạm, đang gây xôn xao mạng xã hội. Vận động viên này đang gây tranh cãi trên mạng xã hội về chuyện số tiền trên bill chuyển tiền từ thiện nghi vấn không khớp với thực tế. Liên quan đến những trường hợp làm giả cũng như chỉnh sửa bill chuyển tiền từ thiện, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có những chia sẻ cụ thể. Theo luật sư Đặng Văn Cường, hành vi chỉnh sửa, photoshop bill chuyển tiền không chỉ vi phạm đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi mà sẽ có hình thức xử lý theo quy định pháp luật thậm chí hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho hay, nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy hành vi sửa bill chuyển tiền từ thiện đăng lên mạng xã hội gây khó khăn cho đơn vị tiếp nhận, ảnh hưởng đến hoạt động thống kê, phân phát tiền từ thiện, gây ra dư luận xấu thì người thực hiện hành vi làm bill giả, đưa tin sai sự thật lên không gian mạng sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Còn trường hợp hành vi làm giả bill chuyển tiền rồi đăng công khai lên mạng xã hội mà chưa gây hậu quả xấu, chưa ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người đưa thông tin sai sự thật về việc chuyển tiền từ thiện này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 101, Nghị định số 15 với mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng với tổ chức và phạt từ 5 đến 10 triệu đồng với cá nhân. nhân viên văn phòng suýt gặp oan gia vì chiếc xe điên dù đang ngồi trong văn phòng. Video ghi lại cảnh tượng một người đàn ông đang ngồi trước máy tính thì bất ngờ chiếc xe ô tô từ phía sau lao thẳng vào văn phòng của anh ở Chiang Mai, Thái Lan hôm 5 tháng 9. Đoạn phim cho thấy cửa và khung kính của văn phòng đã bị chiếc xe đầm vỡ và đổ xuống. Giật may không ai bị thương trong vụ việc nhưng tài xế đã yêu cầu phải trả tiền cho những thiệt hại mà anh ta gây ra. Theo nhiều cư dân mạng, ở Thái Lan cảnh tượng này không mấy khi bất ngờ đối với các nhân viên trong văn phòng ở xứ sở chùa vàng khi an toàn giao thông ở đất nước này nổi tiếng là kém và những vụ va chạm tai nạn thường xuyên xảy ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.